Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội hoàn vũ của trang thông tin Giáo Phận Phú Cường. Tin Giáo hội Việt Nam, thánh lễ đã được cử hành trở lại nơi các nhà thờ trên toàn Giáo hội Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, đứng trước bối cảnh cả nước cũng như thế giới đang phải ra sức chống lại dịch bệnh COVID-19, Giáo hội Công giáo cũng cộng tác với chính quyền để phòng chống dịch bệnh, nên các cử hành phụng vụ và hoạt động mục vụ phải tạm ngưng và chỉ có thánh lễ online nơi các giáo phận. Đây là một mất mát và thiệt thòi lớn lao của mọi tín hữu trong đời sống đức tin. Nỗi buồn và sự hụt hẫng khi không được đến nhà thờ được hiện rõ trong tâm trạng của mọi tín hữu, khi ngày ngày phải chờ đợi tiếng chuông nhà thờ vang lên để được tham dự thánh lễ. Đó cũng là nỗi băn khoăn lớn cho các đấng bản quyền các giáo phận. Tuy nhiên, vào chiều ngày 8 tháng 5 năm 2020 vừa qua, công văn chính thức từ Ban Tôn giáo Chính phủ đã cho phép các tổ chức tôn giáo được hoạt động bình thường trở lại, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đó là tin vui cho tất cả chúng ta. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ lớn lao này. Alleluia! Tin Tổng giáo phận Krakow, Ba Lan, thánh lễ chính thức mở án phong chân phước cho thân sinh Thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm ngày 7 tháng 5, tại đền thờ Đức Mẹ Dân Mình tại Wadowice, nơi sinh của Thánh Gioan Phaolô II, đã diễn ra nghi thức mở án phong chân phước cho thân sinh của Thánh Gioan Phaolô II là ông bà Karol và Emilia Wojtyla. Trong nghi thức, Tổng giáo phận Krakow chính thức thành lập các tòa án để tìm kiếm bằng chứng cho thấy cha mẹ của Thánh Giáo Hoàng người Ba Lan đã sống đời sống có nhân đức anh hùng, nổi tiếng về sự thánh thiện và được xem là những người cầu bầu cho các tín hữu. Sau phiên họp thứ nhất của tòa án, Đức Tổng giám mục Marek Jarecki đã chủ sự thánh lễ, được truyền chiếu trực tiếp vì Ba Lan vẫn còn trong tình trạng phong tỏa toàn quốc do đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, nguyên là thư ký riêng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, đã tham dự nghi lễ. Ngài nói, "Tôi muốn làm chứng ở đây vào thời điểm này trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục và các linh mục, rằng với tư cách là một thư ký lâu năm của Đức Hồng Y Karol Wojtyla và Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, tôi đã nghe chính Ngài nói nhiều lần rằng Ngài có các bậc cha mẹ thánh thiện." Cha Pavel Rytel Andrzejewski, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan nói, các quá trình phong chân phước của ông bà Karol và Emilia Wojtyla làm chứng trước hết giá trị của gia đình và vai trò to lớn của nó trong việc hình thành nên con người vĩ đại và thánh thiện của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Do đó, thật là một niềm vui lớn khi bắt đầu các quá trình phong chân phước và biết ơn Chúa thật nhiều về cuộc sống của ông bà Emilia và Karol Wojtyla và về việc chúng ta sẽ có thể biết nhiều hơn về họ. Họ sẽ trở thành một hình mẫu và gương mẫu cho nhiều gia đình muốn nên thánh. Thỉnh nguyện viên án phong chân phước Chaslawomir Order nói rằng nghi lễ mở án là một cơ hội vui mừng đối với Ba Lan. Cha nói, trong thực tế, nhìn vào sự kiện này, tôi nhớ lại những lời mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói trong thánh lễ tuyên thánh cho Thánh Kinga, được gọi là Kunegoda, được cử hành tại Starica, Ba Lan. Khi Ngài nói rằng, các vị thánh được sinh ra từ các vị thánh, được các thánh nuôi dưỡng, kín mút sự sống từ các thánh và lời kêu gọi nên thánh của họ. Tin Trung Quốc, tín hữu Trung Quốc sống tháng Đức Mẹ theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong tháng 5 kính Đức Mẹ giữa đại dịch, các tín hữu Công giáo Trung Quốc thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ. Đây là nét đặc trưng của các tín hữu Trung Quốc, nhưng mãnh liệt hơn qua các sáng kiến như là phương pháp viếng thăm của Đức Maria, năm gia đình. Tất cả những điều này được cảm hứng từ giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô để đồng hành với các gia đình trong thời gian khó khăn bởi đại dịch virus corona. Về sáng kiến phương pháp viếng thăm của Đức Maria, ngày đầu tháng 5, Tại nhiều đền thánh dâng kính Đức Mẹ lên trời rải rác ở Trung Quốc, các tín hữu không thể hành hương kính viếng Đức Mẹ. Tuy nhiên, họ không nản chí hay đầu hàng. Các cộng đoàn đã quyết định đón tiếp Đức Mẹ theo phương pháp thăm viếng, nghĩa là các gia đình luân phiên đón Mẹ vào nhà mình để cầu nguyện trong từng nhóm nhỏ, cùng đọc kinh Mân Côi với những người lân cận, gia tăng kinh nghiệm đức tin qua tình yêu gia đình. Tổng giáo phận Tế Nam, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, mời gọi các tín hữu cầu nguyện tại gia đình và nhấn mạnh rằng, theo cách này, đại dịch không ngăn cản chúng ta thực hiện cuộc hành hương thiêng liêng đến đền thánh Đức Mẹ Kiện Sơn tại làng Hồ Trang, nơi kỷ niệm 125 năm xây dựng nhà thờ dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức. Về sáng kiến năm gia đình, ngày 30 tháng 4, Giáo phận Bắc Kinh đã gửi thư mời gọi tất cả các linh mục và tín hữu cổ võ một năm gia đình đặc biệt. Được cảm hứng từ thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các tín hữu, nhân dịp tháng 5 và từ tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu gia đình. Trong tháng này, Tổng giáo phận nhắc lại tầm quan trọng của việc gìn giữ sự hiệp thông giáo hội trong các cộng đoàn riêng lẻ và với giáo hội hoàn vũ. Trong những thời điểm này, khi các liên hệ vật lý trở nên phức tạp bởi các biện pháp cần thiết để chống lại sự lây lan của virus corona. Thánh lễ trong thời gian này, người Công giáo từ Trung Quốc đã tham dự các thánh lễ trực tuyến hàng ngày được Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, và các linh mục cũng sử dụng các công cụ kỹ thuật số như WeChat để phục vụ cộng đoàn của họ từ quan điểm mục vụ. Một điểm tin giáo hội hoàn vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.